Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ngày hôm nay Minh Châu và đầu bếp Văn Thành rất vui mừng gặp lại tất cả quý vị. Vui hơn nữa là chúng ta được gặp nhau trong những ngày đầu xuân năm mới, tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm, những bí quyết nấu ăn cùng những món ăn mới. Mà Minh Châu nghĩ là trong một dịp đặc biệt như vậy thì chắc là anh Thành sẽ có một món ăn cũng đặc biệt không kém đúng không? Không để Minh Châu và các bạn đợi lâu. Thực đơn của chúng ta ngày hôm nay là một món canh mà miền Bắc hay nấu vào ngày 30 Tết đó các bạn. Cho em thêm chút gợi ý đi để em coi em có đoán được không? Có chân giò nè, có măng nè. Dễ ẹc à, vậy là món canh măng giò heo. Đúng rồi, nhưng mà chính xác á là món chân giò ninh măng lưỡi lợn. À, vậy là có cả lưỡi lợn nữa phải không anh? À, không. Đây là một loại măng có tên gọi là măng lưỡi lợn vì nó có rất là dày. Ủa vậy hả? Em mới nghe lần đầu luôn á. Vậy thì không biết là món này có dễ thực hiện không ha? Cũng rất là đơn giản em ơi. Nhưng mà đây là món ngon trong ngày Tết và cung cấp rất nhiều chất xơ để chúng ta tiêu hóa tốt hơn đó. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, mời quý vị khán giả hãy cùng vào bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thực hiện món chân giò ninh măng lưỡi lợn. Để chuẩn bị cho món chân giò ninh măng lưỡi lợn, chúng ta cần chuẩn bị 500g thịt chân giò, 50g măng lưỡi lợn, 3 tay nấm mèo đã ngâm nở, hành lá, ngò rí, 10g miếng dông màu trắng, 5 củ hành tím đập dập, gia vị, dầu ăn, nước mắm, muối, tiêu và bột ngọt Ajinomoto. Măng lưỡi lợn đúng ra là loại măng khô, chúng ta phải ngâm 5-6 ngày trong nước vo gạo đó. Ủa, sao mà ngâm lâu dữ vậy anh? Phải ngâm lâu như thế thì măng nó mới ra hết màu đen nè, đó, ra bớt chất độc, nó loại chất đắng, chất độc được loại hết ra ngoài. Em đã hiểu rồi. Chân giò này thì chúng ta trước tiên chúng ta phải cạo và rửa sạch đi. Dạ. Đó, sau đó cột chỉ thật chặt lại. Ủa chi vậy anh? Để cho cái da và cái xương này khi mình nấu lên nó không bị tuột ra đó. Nó thịt nó sẽ được đẹp đó em ha. Dạ em hiểu rồi. Mình sẽ dùng 3 tép hành tím đập dập nè. Dạ. Chúng ta ướp với giò heo. 1 muỗng Ajinomoto. Và nửa muỗng muối em ha. Dạ. Mình trộn lên đi cho nó thấm gia vị. Măng mình sẽ cắt miếng khoảng 2cm. Còn hai cái nguyên liệu là miếng dông và nấm mèo này đó, chúng ta cũng dễ làm lắm. Mình cũng ngâm nở ra. Dạ. Xong rồi cắt miếng nấm mèo này khoảng 4cm. Em ha. Dạ. Cái nấm mèo này mình cũng phải ướp một chút tiêu và một chút Ajinomoto để cho nó thêm đậm đà. Rồi dầu nóng rồi ha. Mình sẽ cho chân giò và mình xào luôn. Sao mình không cho vô nồi mình nấu luôn mà phải xào vậy anh? Mình xào cho nó thơm cái gia vị. Khi mà ăn nó ngon hơn. Anh Thành ơi, bây giờ em thấy hồi nãy anh Thành bắt ở đây một cái nồi nè. Bây giờ mình cho nước vào mình nấu trước cho nó sôi trước rồi mình cho cái này vào được không? Không, khi nào mình xào thịt heo nó săn á, mình mới bỏ vào nồi rồi mình mới cho nước vào, nhưng mà phải là nước nguội. Ủa sao lạ vậy? Tại vì nếu em cho nước nóng vào đó thì cái giò heo này nó sẽ bị có màu nâu đỏ, nó không có được trắng đẹp đâu. Giò heo nó săn như thế này là được rồi. Em tắt bếp ha. Rồi em tắt bếp đi, rồi em cho vào nồi đó giùm anh. Dạ. Em cho nước nguội vào cho anh nha. Cho đầy hết luôn anh. Em cho ngập mặt giò heo là được. Dạ. Bây giờ trong thời gian mà mình hầm cái giò đó thì mình sẽ xạo cái măng này luôn. Cũng cho đây hành tím. Còn hành tím này mình sẽ cho hết vào. Anh sẽ nêm vào đây một chút nước mắm và một chút bột ngọt Ajinomoto. Rồi, em sẽ cho vào nồi anh luôn ha. Dạ. Rồi bây giờ chân giò đã mềm rồi, anh sẽ cho nấm mèo nè, miếng dông vào luôn. Rồi bây giờ anh sẽ nêm thêm vào nè, một muỗng nước mắm. Nửa muỗng cà phê muối thôi nha. Đó. Và 2 muỗng cà phê Ajinomoto. Nửa muỗng tiêu. Rồi. Anh cho mấy cái cọng hành trần này vào em ha. Dạ. Anh cho nhớ khi giò heo mình cho ra tô rồi mình phải cắt chỉ bỏ nha. Em nhớ rồi. Bây giờ anh sẽ vớt nè. Cái này là miếng dông đúng không? Miếng dông. Đúng vậy. Xong rồi. Bây giờ mình sẽ điểm thêm một con ngõ trên rất là xinh.
Nha. Dạ. Đó. Bây giờ mời em dùng thử. Không thấy sao? Nước dùng đó thì rất là ngọt và đậm đà nè, giò heo chín mềm rất là ngon mà không bị ngán nha. Đặc biệt là cái măng lưỡi lợn này lần đầu tiên được thưởng thức đó, rất là lạ. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ có một năm mới nè, mạnh khỏe và nhanh nhẹn như là hổ đúng không anh? Giống như ý nghĩa của năm Canh Dần vậy đó. Và quý vị cũng đừng quên thường xuyên theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày và liên lạc với chúng tôi theo hai cách: hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc là số điện thoại 0618826188 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto. Bây giờ thì Minh Châu, đầu bếp Văn Thành xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.